Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trong đó, chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP là bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập bền vững cho người dân ở nông thôn. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại Tây Ninh, chương trình OCOP tuy mới triển khai thực hiện vài năm nay nhưng đã có tác động tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Sản phẩm OCOP đã thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, nâng cao giá trị nông sản ở nông thôn, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân nông thôn. Chúng ta đã công nhận được 27 sản phẩm OCOP. Trong đó có rất nhiều những cái sản phẩm truyền thống, ví dụ như là bánh tráng, ví dụ như là muối ớt, rồi rau rừng. Chúng ta có khá nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta thuộc trong cái nhóm này. Và tiến tới nữa thì chúng ta sẽ phấn đấu trong thời gian tới, chúng ta sẽ được công nhận ít nhất là mỗi xã một sản phẩm, theo đúng cái tiêu chí như vậy. Đấy, và phấn đấu là chúng ta sẽ có thêm 50 sản phẩm nữa trong thời gian tới để mà cung cấp thị trường. Tây Ninh không chỉ nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử văn hóa, mà còn nổi tiếng với sản phẩm mãng cầu Bà Đen. Những năm qua, công ty cổ phần Natani luôn nỗ lực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đưa sản phẩm mãng cầu Tây Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng. Vừa qua, công ty cổ phần Natani được hội đồng đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP của Tây Ninh đánh giá xếp loại sản phẩm quả mãng cầu đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ông Nguyễn Thế Tân, tổng giám đốc công ty cổ phần Natani cho biết. Khi mà được hội đồng công nhận đây là một cái sản phẩm đạt cái chuẩn là OCOP 4 sao thì đó không chỉ là một cái niềm vui, một cái vinh dự riêng cho cái tập thể Natani của chúng tôi, mà tôi cho rằng đây là một cái niềm vinh dự, một cái niềm tự hào cho cả những cái người dân Tây Ninh và cũng cho tất cả mọi người là một lần nữa khẳng định và công nhận cái sản phẩm của quê hương Tây Ninh của chúng ta là đạt một cái tiêu chuẩn mới và được người tiêu dùng là sẽ biết rộng rãi hơn, và chúng tôi quyết tâm sẽ bảo vệ cái sản phẩm này và ngày một vươn xa hơn nữa. Bà Lê Thị Thanh Thúy gắn bó với bánh tráng phơi xương và rau rừng nhiều năm qua. Để đặc sản của Tây Ninh được nhiều người biết đến, bà Thúy đã thực hiện sản xuất bánh tráng phơi xương theo quy trình khép kín, trồng rau rừng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Khi sản phẩm được đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP, các sản phẩm của bà Thúy được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tín nhiệm, được tiêu thụ nhiều và xuất khẩu. Có nhiều người biết tới, cũng bán thêm bên cái OCOP nữa. Và có OCOP thì hàng của mình thì người ta sẽ biết tới nhiều hơn. Thì nó cũng đã phải vô siêu thị, chị đã bán hết cho Hoàng Ti trong thành phố, với lại đi Hà Nội. Bánh tráng phơi xương được đi qua tới Mỹ. Thì chị thấy thu nhập thì cũng ổn định. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Do đó, việc đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP sẽ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và bổ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình chúng ta xây dựng nông thôn mới thì đây là những sản phẩm mang vừa là văn hóa vừa là kinh tế, đấy, tạo ra công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào cái sản phẩm này để tiếp tục được phát triển. Chúng tôi sẽ thứ nhất là tuyên truyền cho người dân hiểu được cái giá trị của chương trình này. Thứ hai nữa là chúng ta phải tổ chức những cái vùng nguyên liệu để cho bà con ta khai thác phát triển. Rồi chúng ta gắn cái việc phát triển sản phẩm OCOP với phong trào hợp tác xã, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới để mà chúng ta đưa những sản phẩm này với cái số lượng phát triển ngày một tốt hơn, chất lượng cũng đa dạng hơn.